Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu chiến binh. Và tập trước á, thì mình đã có được một cái ngôi nhà khởi đầu nhỏ nhỏ ở đây nè, cũng như là đi mai một xíu á và tìm được một vài loại khoáng sản. Nhưng mà mình chỉ mới nung ra được một ít sắt với vàng thôi, ở đây còn một ít nữa nè. Đó, và với số vàng như vậy thì mình có thể nâng cấp cái ba lô của mình lên rồi. Để bây giờ mình sẽ sử dụng cái rương này. Và cần phải lưu ý á, cái rương trong đây nó cực kỳ quý nha các bạn. Mình hãy sử dụng một cái loại gỗ gì đó rất là đặc biệt để làm ra cái rương. Thế nên mình chỉ sử dụng cái duy nhất này để mình làm trong cái việc nâng cấp ba lô thôi. Còn mấy cái sau á, thì mình sẽ để dành để có thể chứa đồ nha. Rồi, và sau khi nâng cấp lên cấp độ vàng thì ba lô của mình nó đã to hơn hẳn rồi nè. Mình có thể chứa được nhiều đồ hơn khi mà đi khám phá đó. Và ở đây có một cái loot bag, để bây giờ mình ra ngoài mình mở thử luôn nhá. Hy vọng là cho đồ xịn. Cho mình một ít cái gạch đen nè, một cây crown và một ít cái mũi tên. Cái này, ở cái cây này làm gì ta? cái này mình không biết dùng để làm gì nữa. Còn cái khối này có công thức gì chế tạo không? Khối này chỉ để xây dựng thôi à. Ok, tạm thời thì mình sẽ cất mấy cái khối này vô trong nhà. Đây, cất vô đây nè. Cất cái này luôn. Và sau đó thì mình sẽ nhận một vài cái nhiệm vụ. Vì mình có lướt qua trong đây á, mình phát hiện là có một vài cái mình không cần làm vẫn có thể nhận được. Giống như cái này nè, mình chỉ cần đánh dấu tích vô đây. Đó, và detect submit. Đó, thế là mình đã có đồ rồi. Rất là đơn giản luôn đúng không? Và giờ coi nào. Đây là một set đồ bằng hắc diễm thạch. Hắc diêm thạch hả? Độ bền của nó là 1000 mấy luôn. Được, để bây giờ mình thử mặc cái set đồ này vô coi. Nó không cho mình búp gì thêm, nhưng mà miễn mình có một set đồ để mặc trong thời gian đầu này là tuyệt vời lắm rồi. Còn mấy cái dụng cụ này á, mình lỡ chế ở tập trước á, nên giờ mình sẽ cất vô trong đi. Mình sẽ làm một cái dụng cụ kiểu như là vạn năng luôn á. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải có sắt nè, một ít gỗ đây để mình đổi ra que đó. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo nha. Đầu tiên mình sẽ đổi hết ra que trước 4 nè. Cái này nữa là được 12 đúng không? Và sau đó mình sẽ làm trước một cây xẻng. Kế tiếp là một cây cây cuốc đi. Xẻng cuốc. Rồi tới rìu nè. Rồi tới cúp, cũng như là một cái thanh kiếm. Đó, giờ mình sẽ gom hết mấy cây này lại cho vô trong bàn chế tạo nha. Đây, cho hết vô trong như vậy nè, thì nó sẽ ra một cái dụng cụ mới. Đó, với cái này á, thì mình có thể sử dụng làm cây cuốc nè, để cuốc đất. Có thể chặt cây, có thể đào cả đến kim cương nữa cơ, và sử dụng trong việc chiến đấu vẫn được. Nó rất là tiện luôn. Giờ mình chỉ mang theo một cái cây cúp để dự phòng trường hợp nó bị gãy thôi. Đó. Rồi, tạm thời thì mình đã có được kha khá đồ. Và ở đây nó còn có một cái trái tim gì nữa. Nó cho mình thêm một cái trái tim màu vàng nè. Ui, xịn vậy. Và coi thức ăn mình còn nhiều không ta. Thức ăn mình có thịt bít tết với cái hot queen này. Khoai tây chắc không cần mang đâu. Và mình sẽ mang theo một ít gỗ trong lúc đi khám phá nè. Một cái bàn chế tạo. Đó, như vậy là ổn rồi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường luôn thôi. Chắc mình phải mang theo một cái giường quá à. Ok, chắc mình phải mang theo cái giường đi các bạn ơi, để có gì mình còn qua đêm á, lỡ mà không kịp về nhà vào buổi tối. Rồi, hình như mình chưa đi về hướng bên đây thì phải. Để trong ngày hôm nay mình sẽ đi về hướng bên đây luôn đi. Kiếm mình có bao nhiêu đam đây? 7 sức tấn công hả? Và kiếm trong đây á, nó còn có cấp độ nữa các bạn ơi, nên mình có thể sử dụng nó càng lâu á thì cái cấp độ nó càng cao và nó sẽ được nâng cấp lên á, nên nó sẽ rất là mạnh. Ui, các bạn thấy zombie ở trong đây nó manh động không? Ban ngày nó cầm kiếm đi nó đi săn mình hay sao nè. Và mất 3 hit. Cái gì? Ui, mình nhặt được một cái đầu zombie nè. Ôi, xịn nha. Đầu zombie này có rất là nhiều công thức để sử dụng luôn. Và có Enderman. Mình sẽ cà khịa Enderman một cái. Đó, có Enderman thì các bạn chỉ cần đứng vậy thôi là nó sẽ không quýnh được. Và mình chỉ cần nhìn vô nó như vậy nè. Nhìn thẳng vô mặt nó. Dạ. Ui, nó vẫn còn cay cú mình. Mình sẽ quýnh nó tiếp. Đó, bởi vì ui, gá luôn nè. Như vậy đồ của mấy con quái trong đây nó dễ rơi ra cực luôn á. Ui, cái gì á?
chưa 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 chạy 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 ai ai ui các bạn thấy grip cá creeper nó nguy hiểm chưa. Ui rõ ràng mình đứng ngay chỗ này nè, mình hút mình một phát xuống hồ để nó nổ chết mình á. Đây là dùng nước gì đây, xuống có chết không trời. À không, nước này hồi xuống không sao các bạn ơi. Và ở phía góc trái màn hình á, nó còn có cái thanh độ khó nữa cơ. Không biết đầy cái đó sao mình sống nổi nữa. Bé thỏ tự nhiên nhảy xuống đây làm gì không biết. Đây có ít sắt nè, để mình tranh thủ mình đào. Mình nghĩ đào mấy khoáng sản mình nên dùng cúp sắt đi. Còn khi nào cần đào mấy cái khác mình hãy dùng cái dụng cụ mà mình vừa chế tạo thì nó sẽ tiết kiệm cái độ bền hơn. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ lấy sắt nè. Blue Topaz gì mình cứ lượm trước đi. Cái này có để chế tạo gì không? Để chế tạo mấy cái gì đó nhìn lạ lạ không à. Thôi kệ, tạm thời thì cứ mang về trước. Đây là khối marble. Cái loại này thì mình có thể đào được nè. Wow. Cái này thì mình có thể chế tạo một cái khối. Và từ khối này thì... À. Ui, đây là cái loại khoáng sản cực kỳ tốt luôn. Được, được, sắp tới mình sẽ cố gắng sử dụng cái loại này nhiều nhiều một xíu nha. Vậy là nếu mà gặp mấy cái loại khoáng sản nhìn giống bảy màu nè thì mình sẽ cố gắng đào nha các bạn. Đó là loại khoáng sản tốt đó. Đây có than thì mình sẽ lấy một ít. Để tránh trường hợp mà mình hết đuốc á thì mình còn có cái để chế tạo thêm. Đó, mình chỉ lấy một ít thôi. Và cái hang này còn đường xuống dưới không nè. Ê, chưa. Chết rồi, chết mặt ghê thấy mình rồi. Con này hở ra nó thấy mình là nó dí nó quýnh mình á. Này thì chó mặt ghê này. Hung dữ. Ui, thỏ nhát lắm á, gặp mình cứ nhảy rồi nhiều khi nhảy cao quá rồi chết que hoài. Mình không hiểu luôn á. Rồi đây coi còn đường xuống dưới không? Không rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá nhưng mà cần phải tránh mấy cái hồ ra. Vì gần hồ có mấy con cá creeper. Ui giật mình, trời ơi. Ui giật mình à. Nó manh động ngay luôn á. Sao vậy ta? Mình muốn khám phá vùng đầm lầy mà. Đầm lầy lúc nào cũng có nước hết á. Nên có mấy con cá creeper hơi nguy hiểm một xíu. À, bên đây vẫn còn đường nè, có vẻ bên đây nó đỡ nguy hiểm hơn. Để mình qua đây một xíu nha. Đây nó ấy quá, nó không lock map kịp luôn á. Rồi. Ui, mình có thể nhìn xuyên lòng đất luôn nè. À, mình sẽ lợi dụng. Nhìn dưới coi có cái gì mình có thể đi không. Ui da. Trong đây nó hơi nhiều mob một xíu á, nên nó lock map không kịp. Ê, con nào mới lo mình nữa vậy? Hình như con... À, kìa. Đó. Hai bông con cá creeper luôn. Căng nha, mình sẽ ăn bò bít tết đi. Sao ta? Mình muốn qua bên kia quá à, nhưng mà bị mấy con cá creeper chặn đường rồi. Không biết nó nổ mình có chết không nữa, nhưng mà mình sẽ... Kìa, mình đi đâu nó dí mình theo mình kìa, thấy không? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10... Ui, nhiều lắm, điếm không xuể đâu. Trời ơi. Trong đây khắc nghiệt quá à. Muốn qua sông mà cũng không yên nữa. Ui kìa. Thôi, em xin. Bơ tay luôn á. À, và cái bông này hôm trước mình gặp hình như cái này là bông sen hay sao ấy, đúng không? Nhìn giống bông sen mà không biết có phải không nữa. Cái này thì mình... À, đây còn nè. Sao nãy mình không thấy ta? Đào luôn. Được nhiều rồi, 21 rồi. Cái mấy cái loại đó mà mình có gia tài chắc đào ra nhiều lắm luôn á. Để mình thử lên đây coi có đường khác không. Để mình đổi đường chứ. Đi xuống dưới sông là thấy không ổn rồi. Quái gì đâu, nhiều dữ không biết nữa. Mình sẽ lấy mấy cái đuốc ra mình cắm trên đường đi xuống nha. Hy vọng là còn đường tiếp đi. Ui, nó hết đường mất tiêu rồi. Nếu mà hết đường thì mình sẽ đào xuống dưới luôn cũng được. Này, cắm đuốc lên. Ủa, sao kỳ á? Sao mình cắm đuốc lên mà nó tới ôm vậy ta? Để mình nhìn dưới đây coi còn cái hang nào không. Hình như phía dưới mình vẫn có hang hay sao á. Chưa, để sẵn tiện đây mình sẽ đào xuống dưới để tìm kim cương luôn nhá. Giai đoạn đầu á mình rất là muốn có kim cương sớm, nhưng mà hôm trước mình tập đầu á mình đi mai không có gặp kim cương các bạn ơi, nên năm nay mình sẽ cố gắng đi xuống sau. Mục tiêu là tìm kim cương trước đi, ít nhất là 3 á, để mình còn làm một cái cúp kim cương nè và đào hắc diệm thạch cũng như là nhiều loại khoáng sản khác. Vì trong đây có một số loại khoáng sản á bắt buộc phải có cúp kim cương đổ lên thì mình mới có thể khai thác được cơ. Và đây còn có mấy cái loại khoáng sản bảy màu nữa nè, để mình tranh thủ mình đào.
Được tầng thứ 39 rồi, nhìn trên bản đồ thì mình phát hiện ở dưới mình có một cái hồ lava rất là to. Ê cha, căng nha. Cái gì chứ lava là hơi bị căng đó. Và hình như bên phần nhiệm vụ á, có một cái nhiệm vụ là đào nữa hay sao ấy. Để mình nhìn coi, hình như có một cái nhiệm vụ là khai thác đá cuội thì phải. Mình nhớ không lầm ở đây có mà ta. Cái này đúng không? mình lạc cái nhiệm vụ đó mất tiêu rồi. Và mình nhớ là có một cái nhiệm vụ khai thác hay là nén mấy cục đá cuội lại á để nhận được cái lò nung. Tại vì trong thời gian với hai tập á, mình có nhìn nhìn sơ qua mấy cái nhiệm vụ. Và mình đang ở tầng 34 rồi. Cố lên một xíu. Ôi đừng đừng. Thôi xong. Trời ơi, lột xuống hồ lava mất tiêu rồi. Để mình thử mình coi mình chuyển lại đi kia mình có lấy đồ được không. Ê, mình đang có kháng cự, mình đang có kháng cự. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng hết kháng cự, đừng hết kháng cự nha. Mình mới hồi sinh á thì sẽ cho mình vài giây kháng cự á các bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng, đừng, đừng mà, đừng mà. Không mà dù sao ở đây mình cũng có thể lấy lại đồ các bạn ơi. Kệ không sao đâu, chết thêm một lần nữa. Ôi, trời ơi, đúng là nhiều mốt cũng khổ quá, nó lốt máu không kịp, mình lọt xuống lava mất tiêu rồi. Để mình xóa bớt cái điểm đầu nè, dịch chuyển lại điểm mình vừa ngõm. Ấy, sao nữa rồi? Trời ơi, dịch chuyển ác ghê á chứ. Rồi, giờ mình sẽ lấy lại đồ nha. Đó, ổn rồi, ổn rồi. Và có vẻ... À không, cái đó không phải kim cương. Ông đây có mấy cái quặng á, nó giống kim cương cực luôn á. Là mình cứ tưởng kim cương thôi. Bừng hụt mấy pha. Trên kia là có cỏ nữa. Ủa sao, thỉnh thoảng trong hang á nó lại có cỏ nha. Không hiểu nổi luôn á. Để bây giờ mình sẽ làm một cái cây cầu. Để mình trèo lên trên nha. Bắt qua đâu cho... À, có cái rương luôn kìa. Ui, dưới hang mà có rương. Hy vọng là cho mình kim cương luôn đi, đỡ đỡ phải đào á, chứ tìm nãy giờ không thấy cái cục kim cương nữa hết trơn. Làm lại đuốc cho đỡ phí nha. Tiết kiệm từng cây đuốc các bạn ơi, trong đây khó khăn lắm. Và qua đây, sẵn tiện đào sắt luôn. Đó, một công đôi chuyện. Ơ, đằng kia hình như là thạch anh đen đúng không? Mấy cái đen đen á, hình như là thạch anh đen thì phải. Cái đó nó cũng khá là cần thiết trong thời gian sắp tới. Để giờ mình sẽ khai thác luôn nha. Đúng không? Ủa đúng rồi, thạch anh đen nè. Cái này là copper. Thôi mình sẽ trèo lên trên để lấy cái rương trước đi, rồi tính gì tính. Rồi lên trên. Ấy, cái rương kìa. Wow, có gì đây, có gì đây. Hy vọng là kim cương. Kim cương. Không có kim cương rồi. Úi, úi Reaper. Từ 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 từ, lụm đồ cái đã. Rồi con, nó nổ chắc rồi. Ui trời ơi, nổ con Reaper bay lên trời luôn. Trong đây có con Reaper điện á. Khó ghê luôn, Reaper điện ở trong đây nó xuất hiện như cơm bữa vậy, chứ không phải như lúc trước, sét đánh mới có. Ôi, khổ hơn xuống hang cũng không yên với mấy con này nữa. Và sẵn tiện đây có gỗ nên mình sẽ đào một ít luôn đi. Nó sử dụng cái... Ít, nữa, nữa, Reaper, Creeper, Creeper này. Sẵn tiện mình sẽ sử dụng cây này luôn. Đó, các bạn có thấy mình chặt cây không? Siêu nhanh luôn đúng không? Đó, nó đào đất cũng nhanh đó kìa. Đó, thế nên mình rất là thích cái dụng cụ này. Và ở đây còn cục gỗ lượm luôn. Và kể cả cái lọ khoáng sản kia nữa. Đây, lượm về. Đó, được hai thôi hả? Có kể hai cũng ổn rồi. Và trên đây vẫn còn đường nè, để mình lên trên coi coi như thế nào nhá. Biết đâu trên đây là dẫn tới một chỗ có kim cương thì sao. Rồi. Ui, đây tiếp tục là một cái hang động. Ui, chết 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 chết. Nhiều skeleton quá, để mình ăn cho nó hồi máu lại cái đã. Và đồ đang chật nè, để bây giờ mình sẽ cất vô trong trước nha. Ê ê ê, bắn lén là không vui nha anh bạn. Bắn lén là không vui, bắn lén là không vui nha. Rơi ra gì đây? Hình như không rơi ra gì hết. Để giờ mình cất đồ vô trong trước cái đã. Coi còn cái nào cất được không. Cất nè, cất hết vô, chừa lại thức ăn cũng như là đuốc để mình cắm bên ngoài thôi. Rồi tạm thời là ổn. Giờ mình sẽ ra. Ê, chưa chưa, còn thiếu cây cúp nữa. Đó, lấy thêm cây cúp sắt cho chắc đi. Rồi giờ mình sẽ vô đây để khám phá cái hang này, sẵn tiện đánh bại mấy con quái tìm thêm đồ. Ui đây là xương đen mà. Ủa,
Wither Skeleton nó xuất hiện ở trên mặt đất luôn nha các bạn, chứ không phải chỉ có ở dưới Nether đâu. Ui, vậy là khó cho mình rồi. Mà may là mấy ảnh cầm cầm kiếm thôi á, phải mấy anh xương đen đó mà cầm cung mà bắn gây hiệu ứng quy đời nữa thì hơi bị bá đạo luôn. Kìa kìa, anh đó vừa cầm kiếm vừa cầm cung kìa. Ui, xịn vậy. Vừa cầm kiếm mà vừa cầm cung luôn. Coi đây có khoáng sản nào mà mình đào được không, để mình đào luôn. Trước tiên mình đào sắt trước nè. Mấy loại kia thì mình chưa có dùng ấy nên mình chưa có đào đâu. Đó, lấy sắt trước. Ở đây còn sắt không? Hình như hết rồi. Rồi giờ mình sẽ ăn miếng thịt cho no bụng, nhào xuống đơm cái anh Wither Skeleton này luôn. Ê, đừng bay baby kìa. Ui, lùng mà sung thiệt luôn á. Chạy lia lại. Ê. À, đây còn có mấy anh người người lùng nữa. Đâu ra mấy anh người lùng ở đây vậy? Người lùng nè, người lùng. Ui, mấy anh lùng lùng mà mấy anh quýnh đâu quá hả? Quýnh đâu thiệt luôn á. Ui, đúng là không khinh thường mấy anh người lùng được. Quýnh đâu cực. Wither Skeleton nè, một anh. Ở đây còn còn một anh nữa, cầm cầm rìu luôn, cầm rìu. Wow, rơi ra xương Wither. Một cái sulfur là cái gì đó mình chưa rõ nữa. Ở đây hình như mình thấy cái quặng bảy màu thì phải. Ủa, nãy mình mới thấy ở đâu mà ta? Rồi trước tiên khai thác cái thạch anh đen trước nè. Đánh Creeper luôn. Mình có kiếm hắc diệm thạch nó khỏe hơn á, nên mình có thể combo liên tục để đánh bại. Trời ơi trời. Thỉnh thoảng đánh hụt một cái nó nổ luôn rồi. Mình muốn giết con Creeper liền á thì phải đánh trúng 3 hit liên tiếp nha, chứ không thôi là nó nổ á. Ở đây còn zombie nè. Đánh zombie luôn, đánh zombie luôn. Nè. Rơi ra đầu zombie nữa nè. Vậy là cái đầu zombie trong đây nó dễ rơi ra hơn bình thường hay sao ấy? Kỳ lạ thiệt. Ok đi, giờ mình sẽ khai thác ít cái thạch anh đen. Và cái này mình phải nung lên hay sao ta? À, cái này nung lên mới được. Rồi cứ tưởng giống như thạch anh dưới địa ngục nha. Đào phát ra luôn thì hay biết mấy. Ui, chết rồi, chết rồi. Creeper trong đây nó ngộ một điều á, là khi mà nó chưa kích nổ thì thôi, nhưng mà nó kích nổ là nó không có ngưng được giống như con Creeper thường, nên rất là khó khăn luôn. Lỡ mà nó chui vô nhà mình mà mình giết nó không kịp á là nổ banh nhà mình luôn đó. Ở đây có vàng nè, để mình đào một ít vàng mang về nhá. Đây, wow, hơi bị nhiều luôn đó, 8 vàng lận. Và hiện tại thì mới tầng 25 thôi, chắc mình phải tìm một nơi nào đó sâu hơn chỗ này thì mới có cơ may nhặt được kim cương thôi, chứ như vậy thì nơi hơi nô hớp một xíu. Có sắt nữa nè, để mình tranh thủ mình lượm sắt luôn đi. Và đây là lò quặng gì đây? Inferium hả? Để đào thử coi rơi ra cái gì. À, mấy cái này như mấy con quái nó cũng rơi ra mà. lạ thiệt á. Và ở đây còn có sắt nữa nè, để mình lượm nốt luôn nha. Tại vì thỉnh thoảng mình không để ý trên đầu á nên ưa bỏ sót. Mình đang có hiệu ứng gì á ta? Không biết trên người mình đang có hiệu ứng gì luôn á. Ui, gì đâu? Cái gì? Ủa, sao cầm TNT đâu đây vậy? À, anh này anh đánh bơm à. Ui, ở đây cũng có zombie đi đánh bơm nữa cơ. Cầm nguyên trái bơm lại thẳng mặt mình chọi luôn chứ. Bó tay thiệt. À, hình như mình bị hiệu ứng đói thì phải. Hèn gì mình thấy cái thanh thức ăn nó nhìn lạ lạ. Rồi giờ thì khai thác thêm một ít vàng nữa nè. Mình tập trung khai thác bốn loại quặng chính thôi: vàng, sắt, quặng bảy màu với cái quặng thạch anh đen á. Cái này là Plutobat gì á, mà để mình đào thử một cái coi coi nó rơi ra cái gì. Ui, rơi ra nguyên cái đó luôn hả? Ở đây coi có lava nè. Ô, thạch anh đen quá trời luôn. Ui, 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 chết. Ui, trượt chân rồi. Ê. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nước, 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 nước. Hên quá, đây có nước. Ui, trượt chân một xíu thôi à. Xít nữa thì mình ngợm nữa rồi. Ở bên kia là quặng Adamantium. Trời ơi. Còn bên, ở dưới là cái gì vậy? Ở bên kia không có kim cương. Ở đây là tầng thứ 11 nè các bạn. Nên mình sẽ chịu khó đi khám phá nốt chỗ này nhá, biết đâu mình lại gặp được kim cương thì sao. Rồi, ở đây có thạch anh đen, mình sẽ khai thác mang về. Đó. Ở đây cũng vậy nữa nè. Trên đầu thì là than thôi chứ không phải thạch anh đen đâu. Nữa lại mừng hụt nữa rồi. Trời ơi, mấy cái quặng nhìn giống kim cương cực luôn ấy.
Qua đây lượm nốt ít vàng cái đã. Không bỏ vàng được, vàng giai đoạn đầu mà bỏ thì sót lắm luôn á, tại vì đã ít gặp rồi nên gặp là phải khai thác hết mang về. Và cái tiếp mình sẽ lại đây lượm ít cái ui ui mất rồi. Nó rơi xuống lava à. Mà kệ đi, giờ mình không có làm được cái xô vì cái xô trong đây nó chế tạo khó lắm á. Khổ ghê, nếu đi mai em không có xô thì bị chết cháy lắm. Ở đây có cái lưu ly nè, mình lấy lưu ly trước. Rồi sau đó trèo lên trên để lấy mấy cái quặng 7 màu nha. Đây. Ở đây, rồi, chừa một cái dưới cũng được, không sao đâu. Và leo lên đây để khai thác cái quặng 7 màu. Đào ra nè. Mình tiếc một cái là cái quặng 7 màu này không rơi ra kinh nghiệm ta. Nó là loại khoáng sản tốt mà nó không rơi ra kinh nghiệm luôn á. Ở đây còn nữa nên mình sẽ lượm nốt. Rồi, ở đây coi còn đường không nè. Ui, đây vẫn còn đường nữa. Để mình qua kia mình khám phá nốt luôn các bạn ơi. Hình như bên kia là một cái đường khác hay sao ấy. Nhìn trên bản đồ mình thấy vậy á. Để mình qua đây thử. Hy vọng là bên kia có kim cương cho mình. Mình cứ hy vọng vào mấy cái chỗ gần gần lava thôi chứ biết sao giờ. Ủa, ở đây có cái cây nó choáng đường rồi. Để coi, để coi. À, đây là một cái khu khu rừng cây gì đó, coi coi có rương giống như hồi nãy không, nãy cũng có mấy cái cây mà có rương á. Nhìn kỹ nhìn kỹ, biết đâu nó lại giấu gương thì sao. Ở đây là quận gì đấy? Ui, cái quận gì lạ hả? Ui, à đây 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 đây, nó đây nó đây. Ô, nó đào đào một phát á, nó chảy ra cái dòng nước màu đỏ đỏ giống như máu vậy đó. Ui sợ vậy. Và đây là đường đào lại cái chỗ nãy mình mới ngõm nè. Thôi kệ, không đi hướng này đâu, đi lại cái hướng mình vừa chết nên mình không thích cho lắm ấy. Rồi giờ tìm một hướng khác để đào thôi các bạn ơi. Ui, gần tới rồi, hy vọng lần này mình không bất cẩn như lần trước á. Không rồi là ha, gớt xuống tắm một lần nữa thì mệt lắm, mất hết 11 level luôn á. Coi nào, ui cái mấy cái hồ này nó to thực sự luôn ấy. Cuối kia. Thôi mà nó tròn xoe à, nhìn thích cực luôn á. Để giờ mình sẽ đào một xíu nữa, khoảng vài vài ô nữa là tới rồi. Đây đây đây, chuẩn bị nè, khoảnh khắc mình rơi xuống lava chập hai nè. Ủa chập ba chứ, mình rớt xuống 3 lần rồi. Coi coi tới chưa. Ui chết, ui mình đang mình đang ở dưới lava luôn á chứ không phải trên lava nữa. Để giờ mình trèo lên trên để kiểm tra cái đã chứ vậy thì hơi toan đó. Rồi trèo lên nè, đập cái này ra, đập cái đuốc, trèo lên thêm một tầng nữa, giờ mình mới ngang tầng lava nè đó, vậy cho an toàn đi. Đỡ phải rớt xuống lava tắm nữa. Wow, nó tròn thực sự luôn. Và cạnh đây còn có nhiều khoáng sản nữa chứ. Nhưng mà các bạn để ý đấy, khoáng sản khác thì nhiều mà kim cương chả thấy đâu hết. Không biết trong thế giới này có kim cương không nữa. Không có kim cương là đúng buồn luôn á. Mình thì thích đào kim cương, không cho kim cương gì trơn. Coi coi, bên kia là cái gì đây? À, cái quặng màu xanh chứ không phải kim cương. Đó, cái quặng đó là cái quặng cho mình nhiều nhất đấy. Nhìn sơ qua tưởng kim cương không mà đi lại gần ai dè quặng khác. Bỏ tay luôn. Thôi để mình qua đây mình lượm một ít cái quặng 7 màu trước cái đã. Có vẻ cái việc đi khám phá trong mấy cái hang này để tìm kim cương có vẻ không khả quan rồi. Đó đằng kia cũng không phải kim cương kìa. Hơi buồn á, nhưng mà thôi kệ, gán thôi chứ sao giờ. Rồi giờ mình sẽ đào qua phía bên trái một xíu để tìm mấy cái hang á, để đào một ít khoáng sản mang về trước khi lên trên để chế tạo đồ nha các bạn. Ui, phía dưới mình có cái hồ lava nè. Hình như tới tới rồi, và cạnh đây còn có quái nữa. Ui, căng hẳn, để mình bây giờ mình sẽ xuống dưới kiểm tra thử. Đặt một block ở đây trước. Không biết con quái gì bên đây, đây có 2 dấu chấm đỏ trên bản đồ các bạn. Ui, 3 dấu rồi, 3 dấu rồi. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đây có vàng. Đồ mình hơi chật á, để mình cất vô trong bớt rồi đã, để lượm thêm ít cái vật liệu về. Đá trong đây nó còn hiếm nữa cơ, tại vì để chế tạo một cái lò nung á, thì mình cần phải nén đá cuội như vậy tới 8 lần lận. Đó là con số rất là nhiều ấy, chứ không phải ít như lúc trước đâu. Nên cần phải trang trọng. Đó, nhìn sơ qua ai mà không để ý kỹ thế nào cũng tưởng cái quặng tin đó là kim cương rồi đúng không. Mới vô mình bị hố mấy lần luôn ấy, quê thiệt sự luôn. Ở đây có quặng 7 màu nè, lượm về trước.
Đây là anh đen nữa. Nãy giờ mình đào mấy cái loại quặng này cũng được kha khá rồi, chắc một xíu lên mình cũng đủ để sử dụng đó. Nhưng mà nếu có vàng thêm thì mình cứ lấy thôi, tại vì vàng trong thời gian sau á thì mình sẽ cần rất là nhiều. Ở đây là quặng gì đây? Thorium hả? Ui, quặng thorium nhìn giống cục đá ghê luôn á. Có vẻ ở đây hết rồi, để mình đào qua cái hướng của hai con quái coi đó là con quái gì nhá. Biết đâu mấy con quái đó lại rơi ra cho mình loot bag hay là một cái gì đó xịn sò thì sao? Nhưng mà ở đây là một cái hang có sắt quá trời trên đầu nè. Trời ơi, trời sắt nhiều dữ không biết nữa. Và trong đây á, không cho làm cái mấy cây hammer kia. Phải làm đồ của Tinker, mà mod Tinker thì mình không có rành. Nên mình cũng ít áp dụng đồ Tinker á. Để bây giờ mình sẽ qua đây để lượm hai cái quặng kia trước đi. Còn đồ Tinker thì sau này nếu được á, thì mình sẽ thử tìm hiểu và làm thử nha. Đồ tin nó kiểu như giống như là rèn đồ thủ công vậy á, phải ghép ghép từng món lại với nhau để chọn là một cái dụng cụ hoặc là cái vũ khí. Mình thì không có rành về hàng ghép nên thôi không có gỡ vô đâu. Mình đã trở về nhà rồi đây, và nãy giờ đi mai mình cũng đào được kha khá khoáng sản nè, nhất là sắt được tới một stack với 23 quặng lặng, vàng thì gần nửa stack nè. Coi còn cái nào nhiều nữa không ta? À, thạch anh đen nè, được 26, cũng như là quặng 7 màu mình có được 54. Wow, vừa đủ để mình dùng trong thời gian sắp tới luôn rồi đó. Bây giờ chắc mình sẽ ở đây và chế tạo một vài công thức trước nha. Đầu tiên đó chính là mình sẽ chế tạo một cái bàn. Đây, một cái workbench này nè. Cái này thì mình cần phải sử dụng khối lưu ly, một cái bàn workbench màu trắng, và nó làm từ những cái loại sắt đơn giản thôi. Để bây giờ mình sẽ chế tạo trước. Đầu tiên mình sẽ lấy một ít gỗ đây, đỏ ra que nè. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ lấy sắt mà mình có nung sẵn ở trong thời gian giữa hai tập ra. Nhưng mà mình xài hết rồi. Để bây giờ mình sẽ ngồi nung một xíu sắt trước khi tiếp tục chế tạo nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm trước cái cây hammer đi. Đây cây hammer đây. Có cái port hammer rồi. Và hình như cây này nó dùng để đập mấy cái miếng sắt ra hay sao ấy. Để mình thử coi. Đúng rồi, iron plate. Cái này làm xô đúng không? Mình làm xô được nè. Yes. Ui, phải vậy chứ, phải vậy chứ. Giờ đập thêm vài cục nữa em ơi. Đây, hai cái nữa để coi coi làm được cái xô không nha. Nè, rồi được múc nước rồi. Ui hay hay á đó. Đó, vậy là mình múc nước rồi nha, hết sợ rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong nhà và coi công thức để làm cái bàn này coi. Mình còn thiếu cái giống như cái kìm nè, và cần phải có iron plate hay miếng sắt ở dưới hả. Cái này mình có thể làm được rồi. Đây, đập hai miếng sắt, cho hai miếng sắt ở trên, cái này ở dưới. Hả? À không, ba ba miếng sắt lận hay sao ấy. Hình như cần ba miếng sắt lận. Để mình cho vô công thức lại coi. Nó được cây kìm rồi nè. Và còn thiếu cái gì nữa đây? Còn thiếu một cái khói. Và cái khói đó hình như mình cần phải làm nhiều cái iron plate hơn hay sao ấy. Để giờ mình sẽ đổi hết mấy cái này ra iron plate nhá. Đây, khoảng 9 cái. Mình nhớ công thức coi như như vậy. Đó, đúng luôn. Và bây giờ mình chỉ cần làm ra một cái bàn chế tạo nữa là mình đã có thể làm được cái bàn workbench màu trắng rồi. Đây, giờ mình sẽ cho hết mấy cái này vô trong. Giống như vậy. Hả? Ui, có cái bàn chế tạo gì ngộ nè. Nhưng mà thôi đi, mình không dám chế bừa đâu. Chế bừa một hồi là toang á. Và một cái khói ở giữa. Chắc là nó bắt buộc mình phải dùng một cái cây hammer, cái phọt hammer nguyên hay sao ấy, tại vì mình để vô nó không chịu nhận cái mức nè. Để giờ mình dùng một cái phọt hammer còn nguyên coi, cho vô đây, ẩn đây công thức. Nó dùng cái nguyên nó mới chịu, không xài không chịu xài đồ hư. Kế tiếp á thì mình cần phải nén mấy cái lưu ly lại trước nè. Được 5 khói. Mình sẽ làm 3 khói thôi, vừa đủ để chế tạo thêm hai cái khói màu trắng ở hai bên là thạch anh đen. Vậy là bây giờ mình sẽ ngừng nung mấy cái sắt đi, mình sẽ chuyển qua nung cái thạch anh đen nhá. Đây, lấy thạch anh đen cho vô trong. Bên đây cũng vậy luôn, đợi cho nung xong cái sắt. Đó, cho vô. Rồi, giờ thì mình sẽ đợi tiếp cái thạch anh đen nha các bạn. Rồi, mình đã nung được một ít cái thạch anh đen rồi, và bây giờ thì mình sẽ lấy ra để nén nó lại nhá. Đây, nén nó lại thành cái khói giống như vậy.
Và sau đó thì mình sẽ nâng cấp và chế tạo được một cái workspan màu xanh. Hôm nay thì mình chỉ nâng cấp được cấp độ này thôi. Tại vì nếu mà muốn nâng cấp lên cấp độ 2 thì mình cần phải có cái hắc diệm thạch được nén. Mà cái này thì mình làm gì có cúp kim cương mà đào. Với cái này thì mình sẽ chuẩn bị cho thời gian sắp tới để mình nâng cấp lên đó. Và tạm thời thì mình có được ít khoáng sản để mình cho nó nung hết đi. Và mình sẽ đi khám phá xung quanh nơi ở của mình một xíu nha. Không biết ngôi làng bây giờ có yên bình không nữa. Mình định ghé qua ngôi làng chơi á. Rồi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cất mấy cái khoáng sản này vô trong lại. Cái Forge Hammer để dành ở nhà. Phải mà mình biết cái đó mình chế tạo được dễ như vậy á. Mình đã chế tạo từ lâu rồi. Và đây là một cái quyển sách hướng dẫn bên cái bàn chế tạo nè. Để mình cất vô đây, từ từ mình sẽ tham khảo thêm. Giờ có xô nước rồi nên mình cứ thoải mái mà đi khám phá thôi. Rồi, đi thôi, làm gì phải sẵn nào. Và lúa ở đây nó cũng chín nè, để mình thu hoạch một ít nha. Rồi sau đó mình sẽ nhân giống ra thêm nữa. Mình sẽ trồng khoai tây đi, mình thích ăn khoai tây hơn. Nên sẽ nhân giống khoai tây với cà rốt nè. Ở đây có một ít cái này mình sẽ thu hoạch luôn. Và sắp tới mình sẽ cố gắng xây riêng cho mình một cái giống như là cửa hàng thức ăn vậy đó. Tại vì cái nguồn thức ăn trong đây rất là phong phú cũng như là đa dạng. Nên mình có thể chế tạo được nhiều món ăn. Và ăn xây cua liên tục luôn mà không sợ ăn một món ăn nhàm chán á. Rồi giờ mình sẽ đi về hướng này đi nha. Hướng nào mà gần sa mạc đây? À đây đây, hướng này mới gần sa mạc nè. Và ở đây có bò nữa, không biết mình có nên chọc bò không ta. Ok, bây giờ mình sẽ có một vài chọc bò cực mạnh nè. Bò xung quanh đây cũng đông đấy. Chọc bò cực mạnh. Chọc bò cực mạnh. Ui. Ui, bò cắn lén. Cắn lén hút lén nè. Ui, chết rồi. Nó có độc. Ui, chết, mấy con bò rơi xuống dưới thành chết, có độc hết rồi. Con... Ủa đâu ra vậy? Chết rồi, đại ca bò xuất hiện. Đây là con bò hôm trước mình gặp nè. 100 mấy máu hả? Quất luôn. Đại ca bò nè. Chạy lượm thức ăn lại. Cũng như ăn cho nó hồi máu lại á. Rồi sau đó mới quýnh đại ca bò tiếp. Không biết đại ca bò sẽ rơi ra đồ gì nữa. Mà nhìn đại ca bò hầm hố ghê luôn á. Quýnh đại ca bò. Quýnh nè, hình như trong đây mình có thể sử dụng hai tay luôn hay sao á. Không được rồi, vũ khí này không cho kết hợp hai tay rồi. Để mình dùng kiếm đi cho chắc cú nha. Dùng kiếm cho chắc cú. Từ từ đại ca ơi. Đại ca bò quýnh đau quá à. Kìa, mắt đại ca bò đỏ lồm luôn á, kiểu như đang tức giận á. Ui, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Cái gì? Blood Moon Erasing. Ủa, ở đây có đêm trăng máu nè. Ồ, có đêm trăng máu nữa ta. Trăng máu là hình như mình không được phép ngủ hay sao ấy mà quái thế này tăng lên á. Ôi, đêm nay mình phải thức trắng rồi, phải chiến đấu á. Thôi kệ, không sao, rèn luyện khả năng chiến đấu thì mới trở thành một siêu chiến binh được chứ, đúng không các bạn? Hả? Mình đã đánh bại được cái bò đại ca rồi. Giờ mình sẽ coi. Trời ơi, quýnh nó đều muốn gãy cái kiếm mắt diệm thạch luôn. Mà rơi được đúng cái lít bát, come on thôi à. Keo kiệt thiệt đó chứ. Bò tài luôn, thôi kệ. Farm được một ít cái thịt bò để ăn trong thời gian sắp tới là vui lắm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vô trong nhà để nung cái lượng thức ăn này ra nha. Đi đâu mà bội mà vàng. Rồi, vô trong nhà và chế tạo thêm một cái lò đi. Chứ nhà mình mới có hai cái lò à. Không có đủ nấu cho lắm á. Giờ mình ngủ cũng đâu có được đâu. Đó, giờ nó đang đêm trăng máu mà. Ui, bò ngoài đang dí mình kìa. Coi đá cội như mình nhét vô ba lô thì phải. Đây, mình sẽ lấy ra một ít nha. Đó, mình sẽ nén lại giống như vậy nè. Nó nén một stack vẫn chưa đủ để làm một cái lò nung. Phải nén thêm một lần nữa. Đủ 8 cái cục compress đá cội thì mình mới có thể chế tạo được cái lò. Đó, được thêm một cái lò. Và lò này mình sẽ dùng để nấu thức ăn. Còn than không? Cho xin ít than nấu thịt coi. Đây, cho vô. Và bên ngoài coi quái có nhiều không ta? Đó. Các bạn có thấy gì chưa? Đó chính là tăng máu Mạc đó Trừng. Nha. Kỳ ghê, đang ngắm chân máu mà. Mấy con bò này. Vô viên nè. Chỗ đang ngắm chân máu. Đại ca bò xuất hiện nữa rồi. Ui, mình nghe tiếng zombie rồi đó.
thiệt tình luôn á, đang ngắm chăn máu tự nhiên xuất hiện là mất đi vẻ đẹp của chăn máu rồi. Và chỉ có mấy con zombie gì thôi hả ta? Mình cứ tưởng chăn máu này nhiều quái lắm chứ, mà ai dè chỉ có vài con như vậy thôi. Này thì đại ca bò nhào ra quýnh đại ca bò luôn. Đại ca bò nè, hy vọng đại ca bò này sẽ rơi ra cho mình một cái cung đi, giờ mình chưa có cung á. Chết không chị. Ui, vô nhà. Ui, nó con Creeper nó nổ banh nhà mình rồi. Con ui, Creeper là Creeper. Trời à. Ui, đại ca bò lại rơi ra cho mình Emerald và khói lưu ly. Uầy, được thật sự. Để bây giờ mình sẽ dập lửa trước đã. Dập lửa. Ui, cái gì đây? Ui, chết rồi, chó mèn gây xuất hiện trong nhà mình luôn rồi. Nhà của tôi mà. Bây giờ Creeper mình phải dụ lại cái hồ đi, để không thôi nó nổ một hồi là nhà mình chả còn cái gì để ở luôn ấy. Ai e. Thử mời lên lễ hồ nè. Con kia thì lên bay thì cưỡi ngựa nó chứ. Xuống hồ liền. Ừ. Xong rồi, con skeleton nào mới bắn anh zombie. Ê. Chưa bình tĩnh mấy anh ơi. Ui chết, zombie vô nhà mình nữa. Đừng. Ấy. Núp, cho em hồi máu mấy anh ơi. Ui, chăn máu, lúc đầu mình cứ tưởng nó dễ lắm. Ui. Đơn giản lắm chứ, ai dè chăn máu khắc nghiệt quá. Giờ bò cũng dí mình mà quái cũng dí mình nữa. Ui. Thôi xong mình rồi, mình không sống nổi đêm nay rồi. Cho em vô nhà, em núp mấy anh ơi. Cái gì nữa vậy? Chưa. Giá nhà liền. Ôi xong rồi, thôi xong mình rồi. Trong nhà mà cũng bị quánh nữa kìa. Ê. Ui, mình đâu có gây thù chú quế như ai đâu trời. Ui, giờ sao sống đây? Cháy nhà. Dập lửa liền. Cháy nhà tôi mấy anh ơi. Bò tài luôn á. Giờ mình sẽ dùng thế. Đó, đứng dưới đây sẽ quánh quái. Vậy cho nó an toàn, hy vọng đừng có Creeper lại là được. À không sao. hên quá. Để mình ra đây mình nhặt cái loot bag nha. Không ai thấy tôi. Ê. Không ai thấy. Rồi luôn cái nhà của mình. Sắp tới chắc mình phải xây nhà bằng hắc kim thạch thôi, chứ không thôi nhà bằng vật liệu mềm mềm vậy á. Nó nổ, Creeper nó nổ riết cũng banh nhà. Ui chết rồi, quá nó giết thì mình quá trời rồi. Ui anh, cái con xung bay. Ui con kia kỳ ghê luôn ấy, chơi đánh bom nhà mình kìa. Rồi cái nhà của mình rách tùm lum, lũng tùm lum hết trơn rồi. Đêm chăn máu, tôi ghét đêm chăn máu, trời ơi. Mới vô được người ta tặng cái nhà, bây giờ nó lại như vậy rồi. Ui chết rồi, ma cà rồng nữa. Ui cái hàng hôm trước đó là ma cà rồng ấy các bạn ơi. Ui sao đây. Ấy, không ổn rồi. Ê, đừng, bình tĩnh, đừng có đập nhà mà, chuyện đâu còn có đó, không gì hết. Quýnh nhau thì được, đừng có đập nhà tôi rách lắm rồi. Quýnh nhau đi. Không chơi đập nhà nha. Vui vẻ không quạo mà, quạo thế. Trời ơi. Ai đó cứu tôi với. Ui, cái nhà mình giờ nó gách lắm rồi. Bo tay thiệt chứ, để bây giờ mình sẽ cố thủ trong nhà một thời gian đi, đợi sáng coi như thế nào nha các bạn chứ. Mình thấy mình ra ngoài chẳng khác nào nộp mạng hết á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình vượt qua khỏi cái đêm trăng máu này nha. Khổ thân ghê luôn á.